xin chào tất cả các bạn thì mình mới tậu được một chiếc cưa xích mini hiện tại mình mới mang về đây thôi bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem và mình sẽ test thử xem cái cưa xích mini này như thế nào nhé đây là toàn bộ cái phụ kiện của cái cưa xích mini này bao gồm một cái thân máy này đấy và một cục pin ở đây sẽ kèm theo một cái ná chắn bảo vệ này một cái hộp đựng dầu bôi trơn này một thanh dẫn hướng của cái dây xích đấy và tiếp theo đó chính là sử dụng một cái gói này gọi là gói dây xích để cưa một cái bộ khẩu mười để vặn con ốc bu nông một cây tô vít cây tô vít này thì nó có hai đầu vặn một đầu dẹp và một đầu bốn cạnh tiếp theo một cái cốc sạc một cái cốc sạc này thì người ta sẽ kèm cho các bạn cái đầu chuyển đổi phích cắm từ dẹp sang phích tròn nếu như ổ cắm nhà bạn là ổ cắm tròn thì sử dụng cái này trong quá trình sử dụng thì rất là tiện Tiếp theo là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng toàn bằng tiếng Trung thôi Nói chung mình không quan tâm cái tờ giấy đấy Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nắp ráp cái bộ cơ xích mini này cho các bạn xem các bạn sẽ lấy cái thanh khẩu này và bạn có đốt 10 này ra và tháo cái nắp này ra trước này các bạn này Rồi sau khi tháo ra các bạn sẽ nhìn thấy cơ cấu bên trong của em nó đây Tiếp theo thì các bạn sẽ lấy cái thanh dẫn hướng của dây xích lưới cưa và các bạn lấy thêm cái lưới cưa xích nữa đây là cái lưới cưa xích của em nó đây các bạn mình sẽ tiến hành lắp ráp cái lưới cưa xích này vào cái thanh dẫn hướng trước Trước khi nắp vào máy thì mình sẽ có một số lưu ý cho các bạn khi các bạn nắp cái nữ cưa xích này. Bây giờ thì mình sẽ nắp cái nữ cưa xích này vào cái thanh dẫn hướng của nó trước. Đây các bạn sẽ đặt cái đường ray của nó vào đây như thế này là xong. Các bạn sẽ chú ý ở đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái mặt lưỡi của nó. Nó có cái bề cạnh nó sắc ấy các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn đấy cái lưỡi ý các bạn sẽ nắp. lưu ý là để nó ở phần phía bên tay phải. Đấy, tức là cái mảnh nó to to các bạn. Phần lưỡi của nó Đấy, các bạn nhìn thấy. đây là cái cạnh này này. Nó sẽ phải nằm ở tay phải và nó sẽ nao về phía trước là được Nếu mà các bạn nắp sai thì nó không cắt được đâu Nên các bạn chú ý nhé Rồi bây giờ mình sẽ nắp cái nửa cưa này lên cái máy này Trước khi nắp thì các bạn sẽ để ý ở đây có một cái chốt để điều chỉnh độ căng của nửa cưa Thì cái chốt này sẽ được đặt trúng với cái nỗ của cái thanh dẫn hướng này Bây giờ mình sẽ nắp thử lên cho các bạn xem nhé các bạn sẽ sử dụng thêm một cái tô vít và các bạn sẽ vặn cái con ốc ở chỗ này này đây cái con ốc để điều chỉnh cái độ căng của nữ cưa đấy thì các bạn sẽ vặn trước cho nó nuôi xuống một tí nữa ăn à nữa chúng ta sẽ nắp cái bộ khung của cái lưỡi cưa xích này nên nó dễ dàng hơn bây giờ mình sẽ đặt cho các bạn xem nhé đấy các bạn nhìn thấy này mình đã đặt chúng vào cái nỗ của cái thanh dẫn hướng đây các bạn sau khi các bạn đã đặt chúng rồi ấy, thì nó nữa mình sẽ điều chỉnh sau rồi thì uh, các bạn sẽ lấy cái nắp đậy của nó và các bạn sẽ đậy vào đấy sau khi đã đậy xong ấy thì các bạn sẽ lấy con ốc bu nông này và các bạn sẽ vặn ép ếm, ếm tạm thời vào đấy cho nó giữ chặt cái nắp đã các bạn và nó cũng giữ cái khung nữ cưa cắt ấy nó tạm thời bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái độ căng của nữ cưa xích để điều chỉnh của cái nữ cưa xích này nó căng ấy thì các bạn sẽ lấy cái tốp vít này Và các bạn sẽ vặn vào cái con ốc này theo chiều bên tay phải Nó sẽ làm căng được cái xích của cái nữ cưa này ra Các bạn cứ vặn vào các bạn lấy tay các bạn là kéo lên kéo xuống thử Nếu mà thấy nó trùng quá thì chúng ta tiếp tục vặn cho nó căng ra Đấy. Điều chỉnh cái này nó cũng khá là dễ thôi các bạn Đấy các bạn cứ lấy tay của các bạn là kéo xuống thật mạnh mạnh mà thấy nó hơi nồng nỏng. Đấy. Như thế này là được. Cũng không nên chỉnh quá căng, quá căng tí nữa là chạy máy nó khó chạy. Rồi, sau khi à, các bạn đã điều chỉnh độ căng của nữ cơ xích rồi các bạn sẽ lấy cái đầu khẩu này và các bạn sẽ vặn chặt cái con ốc 10 này lại. Sau khi đã vặn chặt được cái con ốc 10 này xong này thì ở phía bên trên nưng này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có một cái con ốc dùng để nắp lá chắn. Thì các bạn sẽ lấy cái tô vít các bạn sẽ xoáy và tháo cái con ốc này ra. Tháo hẳn ra ngoài luôn. Rồi và các bạn sẽ lấy cái lá chắn và các bạn sẽ nắp vào đây. Đây là cái lá chắn bảo vệ trong quá trình cái cưa này nó hoạt động và các bạn sẽ cưa cái cây gỗ để cho nó khỏi bắn vào mắt các bạn đây các bạn chú ý là ở đây nó có một cái chốt này bằng nhựa các bạn sẽ nắp đúng vào đây là sẽ ăn khớp vào thôi cũng rất là đơn giản thôi các bạn sau khi nắp xong thì các bạn cứ lấy con ốc lúc nãy và các bạn sẽ nắp vào đây và siết chặt vào vào thôi rất là dễ sau khi đã nắp hoàn tất tất cả các bộ phận xong thì các bạn sẽ lấy cái bình đựng nhớt này này các bạn sẽ đi lấy nhớt đây sau khi mình đã lấy nhớt xong đây các bạn thì mình sẽ tra này vào cái cơ xích này trước khi cưa thì các bạn sẽ phải nên tra nhớt trước nha các bạn để trong quá trình nó hoạt động trơn tru hơn đây mình sẽ bóp vài cái và mình sẽ bơm nhớt lên cho các bạn xem Và sau khi mình đã bơm nhớt lên cái nữ cưa xích này xong này các bạn thấy này Cái cưa xích này nó có hai cái chế độ Bóp vừa vừa thì nó chạy chậm mà bóp mạnh nó sẽ chạy nhanh giống như kiểu cái máy khoan này các bạn rất là hay Bây giờ mình sẽ đi cưa thử cho các bạn xem nhé Đây hiện tại mình đang cầm một cái cành cây to bằng cổ tay Mình sẽ cắt thử cho các bạn xem Các bạn sẽ cầm chặt cái máy cưa xích này và các bạn bóp cò từ tốc độ thấp từ tốc độ cao Bây giờ mình sẽ kéo cho bạn xem nhá. Đấy các bạn thấy không? Mình uh, cắt cái uh, cưa xích này vào cái thanh uh, gỗ này, mình thấy uh, cảm giác cắt nó rất là ngọt. Cảm giác nó rất là bén luôn các bạn và rất dễ đứt. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang mình sẽ cắt thực tế một cái cành cây ở trên một cái cây còn đang sống. Thực tế xem nó như thế nào nha các bạn. Đây. Đây là một cái cành cây nó thừa. Đấy, ngày trước mình đã dùng dao và dùng cưa tay mình cắt rồi Còn sót lại cái cành thừa này Bây giờ mình sẽ sử dụng cái cưa xích này mình sẽ cắt thử cho các bạn xem nhé Đấy, cảm giác mình cắt cái này cảm giác nó rất là ngọt các bạn ạ Nó dễ đứt đó Cảm giác cầm tay cái cưa này cắt nó rất là xương tay Dí một tí này là đã đứt rồi cái này mà anh em nào sử dụng để đi tỉa cành cây ấy Thì nghĩ là cũng khá hợp lý luôn Và cảm thấy cầm cái cưa xích này nó nhỏ là một này Nó bé và nó gọn, nó nhẹ Anh em nào thích ấy, thì cầm cái cưa này muốn tỉa cành cây ở trên cao ấy Trèo lên cao và cắt một vài cái cành nó bé bé các bạn Thì nó dễ lắm Tại vì cái trọng lượng của nó rất là nhẹ Rất là thích hợp cho anh em mà cắt tỉa những cành cây mà nó to vừa phải bé bằng bàn tay đấy cắt thì nó cũng khá ngọt luôn các bạn trèo lên và cắt rất dễ đấy cắt tỉa như thế này là quá là ok luôn các bạn nếu mà mang một cái máy cưa nặng mà trèo lên cây cắt thì nó khó lắm nhưng mà cầm cái này thì nó dễ ợt luôn cắt cảm giác rất là sướng đấy các bạn thấy này đấy các bạn thấy những cái cành cây mình cắt đây nó nhẹ păng luôn cắt cái này mình thấy rất là tiện các bạn nếu mà anh em nào mà lười lên cây ấy, thì có thể buộc cây cưa này vào một cái thanh sắt và điều khiển cái cò của nó và dơ lên và cắt tỉa cái cành cái cây trên cao các bạn nghĩ là cũng khá là được thôi Đấy. em này không chỉ là cắt tỉa cành cây mà các bạn có thể xẻ những cái gỗ đục những cái vương nỗ nhỏ hoặc là cái, cái tấm gỗ các bạn à, cắt các bạn à, tỉa các bạn xỉa mình nghĩ nó cũng khá là hợp lý. Tại vì cái em cưa này nó áp dụng cho những các công việc à, cắt cứ gỗ rất là đa năng luôn các bạn. Rồi mọi thông tin chi tiết về cái sản phẩm này mình sẽ để trong phần mô tả video dành cho anh em nào cần anh em nào thì thích cái cưa này thì có thể vào phần mô tả video và nhấn vào đường link để đặt hàng và dinh ngay một cái cưa này về sử dụng ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau bye bye